everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 8 tựa game. Tựa game đầu tiên mà mình chơi đó chính là Granny Chapter 2. Hãy cùng mình đi khám phá tựa game này trước tiên nha. Những bí ẩn ở trong nhà của ông bà Granny đang chờ đợi chúng ta. Chúng mình cùng đi khám phá nào. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, comment để lấy ý kiến của mình nha. Thank you, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Let's go. Bài oan ngày đầu tiên ở trong ngôi nhà của ông bà Granny. Hãy cùng theo chân mình xem là mình có thể trốn thoát ra khỏi ngôi nhà này một cách an toàn nhất không nha. Điều gì đang chờ đợi chúng ta phía trước, hãy cùng nhau khám phá nào. Go go. Chúng ta sẽ phải vượt qua cái cánh cửa này. Mình chưa nhìn thấy ông già Granny đâu. Và mình sẽ phải đi ra ngoài để xem ông ta đang ở vị trí nào. Trong cái ngách này là nơi an toàn nhất trong cái tựa game này. Chúng ta sẽ không bị ông ta truy đuổi nhá. Cẩn thận, ông ta có thể xuất hiện bất kể lúc nào. Rất là bất ngờ. Mở cửa ở đâu đó. Ông ta vừa mở cửa một căn phòng nào đó. Bạn tạm còn xuống đây đi. Bây giờ thì mình sẽ cầm cái khẩu súng điện này đi tìm ông ta, bắn trong tàu phát. I see you. Ôi, ôi, mình bắn vào bắp tay của ông ta. Mình đã cắt được đường điện, bây giờ thì mình sẽ mở cái song sắt này ra để cái xoáy cửa ở đây. Ta sẽ làm từng bước một để hoàn thành cái nhiệm vụ là trốn thoát ra khỏi cái ngôi nhà này. Đây có một con ống vít này, chúng ta tháo ra. Mình đã chơi tựa game này rất là nhiều, mỗi lần chơi thì mang đến cho mình một cảm giác khác nhau. Đôi khi là mình cũng tỏ vẻ với các bạn là mình chưa chơi bao giờ để gây thêm cái phần thú vị cho chúng ta cùng ngạc nhiên nha. Đây chỉ là những yếu tố thêm cái gia vị để cho các bạn cảm thấy vui vẻ thôi. Đến với channel của mình thì mình muốn là các bạn có rất nhiều niềm vui. Khi xem
xem clip của mình thì các bạn phải cảm thấy vui, thì mình đâu đó sẽ cảm nhận được cái niềm vui của các bạn, cũng rất là lan tỏa niềm vui của các bạn. Giờ thì mình sẽ đi tìm ông ta và bắn cho ông ta một phát nữa. Bên ông ta đã hồi sinh chưa? Thì mỗi một lần mình bắn cho ông ta một phát như thế là ông ta sẽ ngất đi 2 phút cơ các bạn ạ. Đây, đây rồi. There you are. Ôi. Cái con này nó rất nguy hiểm nha. Chuyển sang Easy and the Hollow Game, cũng thuộc thể loại kinh dị. Trong game này thì chúng ta sẽ phải đi tìm 20 cái bao đựng tiền, rồi tìm cách thoát ra khỏi đây sau khi tìm được 20 cái bao đựng tiền. Đây thì có một con quỷ mình chỉ có mỗi cái đầu trên bay ngoài hành lang, sẽ không gặp những căn phòng như thế này. Vì thế mỗi lần mà đọc nó thì chúng ta chạy thật nhanh hoặc là chạy vào cái căn phòng nào gần nhất để đảm bảo an toàn. Đọc nó mắc coi như là thua cuộc luôn đấy các bạn ạ. Xung quanh sẽ bị rung chuyển khi nó xuất hiện. Đi đâu đó. Vừa ghé thăm qua cái tầng này. Trong game này thì có 3 tầng. Mình đang ở tầng 2. Và cái cánh cửa thoát ra thì cũng đang ở đây, tầng 2 luôn.
chút đi. Tiếng thở gấp gáp của nhân vật có vẻ như rất sợ hãi. Đúng lại đi xuống à. Thank you.
What was that? Oh my God. Mình sẽ cho tăng nhiệt độ áp suất ở đây lên để mở một cái cánh cửa. Thử một cái xem nào. Ngoài tiếng súng uy lực thật. Mình sẽ dùng cái máy ảnh này để chụp những cái bức ảnh được làm bằng trứng.
sau đó thì mình sẽ gọi cảnh sát lên đây và trình báo với cảnh sát là cái lỗi lầm mà ông đã gây ra.
không ai. Mình sẽ chuyển qua tựa game Eridon. Thank you.
Thank you.
on fire! Qua tựa game cuối cùng của video này, Object Hunt, thì đây là tựa game cần phải có internet. Mình đã bật internet lên để chiến tựa game này rồi các bạn ơi. Sẽ nâng cấp nha. Chúng ta sẽ nâng cấp gì đây? Sẽ nâng cấp tiền vàng này. Đối thủ của chúng ta là có ai đây? À, David chính là Exporter. Ôi, mình chạy sang bên kia an toàn hơn này. Ôi, đúng cái cây này. Ôi, oh man, giành chiến thắng luôn rồi. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like, subscribe, comment để lấy ý kiến của mình nha. Thank you, goodbye, see you again, hẹn gặp lại. Bye bye.